chúng ta có thể để ở triển lãm này, rồi bảo tàng này, rồi là các cái trung tâm thương mại, thang máy, rất nhiều các mục đích khác nhau. Công dụng tốt nhất sẽ là để bàn, để chạy những cái bức hình, những cái kỷ niệm đẹp về gia đình. Chào mừng các bạn và các vị đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng chuyên bán những mặt hàng về những thiết bị quang học cũng như những thiết bị điện tử. Và những thiết bị điện tử thì có những cái khung tranh điện tử như thế này. Đây là khung tranh điện tử chạy hệ điều hành Android và có thêm các cái chức năng Wi-Fi rồi là Bluetooth luôn nha. Đó. Với cái khung ảnh 10.1 inch này thì chúng ta có rất là nhiều các mục đích sử dụng khác nhau. Chúng ta có thể để ở triển lãm này, rồi bảo tàng này, rồi là các cái trung tâm thương mại, thang máy. Và với một cái khung ảnh loại nhỏ như thế này thì công dụng tốt nhất sẽ là để bàn, để chạy những cái bức hình, những cái kỷ niệm đẹp về gia đình. Bên mình còn có rất nhiều các cái kích thước khung ảnh khác nhau, ví dụ như là có loại là 13 này, 15, 17, rồi là cũng có loại 21,5, rồi là những cái loại 32 inch đều có nhá. Nếu mà những mẫu thiết kế cũ thì chúng ta sẽ không chạy hệ điều hành Android, còn những cái mẫu mới về bên mình thì có những cái loại chạy hệ điều hành Android như này thì nó sẽ có vô vàn những cái chức năng, nó giống như một cái tắt nét bình thường, tức là giống như một cái máy tính bảng bình thường ấy. Chúng ta có thể sử dụng như một máy tính bảng và cũng có thể sử dụng như một cái khung tranh. Thì cái chức năng chính của nó là khung tranh nên là cái cấu hình của nó sẽ không cao như là những cái máy tính bảng như bình thường. Nhưng mà được cái thì nó chắc chắn là cái giá tiền của nó sẽ rẻ hơn rồi. Đó. Chúng ta có thể thấy cái cảm quan bên ngoài thì cái khung ảnh này nó khá là dày và cái viền xung quanh bốn màn hình thì cũng khá là dày. Thì cũng đúng thôi. Vì những khung ảnh ở trong những cái triển lãm ảnh hay là những cái khung ảnh cổ điển thì nó đều có những cái viền dày như thế này. Cái này thì để cho nó giống những cái khung ảnh thực tế bình thường. Đây là khung tranh điện tử đến từ hãng Chansen của Đài Loan nhé. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái mặt sau của nó. Đây là cái để bàn nhé. Cái này để chúng ta có thể gắn đây. Chúng ta có thể dựng lên hoặc là có thể như thế này. Đấy. Hoặc là có thể dựng như thế này. Đấy. Ví dụ như là chúng ta có nhiều những bức ảnh chân dung dạng đứng như này thì chúng ta có thể sử dụng cái khung tranh dạng đứng như thế này. Đó. Vì bây giờ những cái bức ảnh thì thường người ta sẽ chụp theo cái kiểu dạng đứng thì chúng ta có thể sử dụng cái dạng đứng như này. Đấy. Hoặc là những cái dạng nằm ngang nếu mà chúng ta muốn sử dụng những cái bức ảnh nằm ngang đều có thể được nhé. Đây. Nằm ngang như thế này. Đó, rất là hay luôn. Trong cái phụ kiện của nó không có gì. Cái hộp của nó đây. Đó. Hộp của nó đây nhé. Đó. Và cái này nó là cái adapter. Cái cục nguồn của nó. Cục nguồn là 5V nhé. Đây chúng ta sẽ có các cái cổng kết nối vào cái khung ảnh này nhé. Thì chúng ta sẽ có nút. Đây là nút reset này. Đây là cái chỗ cắm micro USB, có thể kết nối cái dữ liệu micro USB vào. À rồi là cái này là cái chỗ cắm thẻ nhớ nhé. Đây, cắm thẻ nhớ mở rộng. Thì bình thường ở trong cái bộ nhớ trong của nó cũng có là 32GB rồi. 32GB thì chúng ta đã sử dụng một phần cái bộ nhớ đấy để cho hệ điều hành. Nhưng mà cũng còn rất là nhiều nhé. Và đây là cái chỗ cắm nguồn nhé. À, bây giờ mình sẽ thử cắm nguồn lên. Những khung ảnh của bên mình thì đều có những cái màu sắc như là màu trắng và màu đen. Đều có màu trắng và màu đen cho quý vị lựa chọn nhé. Màu trắng thì nó trông nó sang trọng, còn màu đen thì nhìn ảnh có vẻ nó sâu hơn. Đó, và khung ảnh đã khởi động lên rồi nhá. Đây thì chúng ta có thể thấy là mình đang quay qua một cái máy ảnh và cái lớp này, lớp dây bóng này nó vẫn chưa bóc ra nhá. Nên là cái chất lượng của nó sẽ không được như nhìn bằng mắt thường. Nên là quý vị muốn trải nghiệm cái hình ảnh thực tế của nó có thể đến showroom của Điện tử Thái Thắng ở chi nhánh Hà Nội và Sài Gòn đều có nhé. Đây thì giao diện khi mở ra thì nó như thế này. Bình thường là nó sẽ chưa có cái hình nền như này. Mình đã cài cái hình nền của nó vào rồi. Ở trên đây mình muốn truy cập các app khác nhau thì chúng ta có thể kéo lên như thế này. Ở đây và sẽ vào những cái app cài đặt này, danh bạ rồi là có những cái app ở trên này. App này là app cài đặt sẵn. Cái hệ điều hành của nó là đang chạy là Android 10 nhé. Mình có thể vào cài đặt này. Đấy. Rất là xịn luôn. Chạy được hệ điều hành Android 10 luôn. Này. Phiên bản Android là Android 10 nhé. Quý vị có thể nhìn thấy này. Đó. Android 10 luôn. Và chúng ta thấy là thao tác của nó rất là mượt mà. Mặc dù là chỉ có RAM tầm khoảng 1GB thôi. Đó. Nhưng mà rất là mượt mà luôn đấy. Đây chúng ta sẽ xem cái hiển thị của dung lượng nhé. Đây. Dung lượng của nó là 32GB. Dung lượng bộ nhớ trong là 32GB. 32GB thì chúng ta cũng có thể lưu giữ được rất là nhiều các cái thể loại ảnh khác nhau và các cái clip khác nhau được nhá.
Đây cũng có gần như là tất cả những cái cài đặt của một cái hệ điều hành Android. Tuy nhiên là chúng ta thường ít sử dụng vì chúng ta là cái thuần khung ảnh. Muốn quay trở lại thì chúng ta sẽ back như này nhé. Đó. Giao diện cử chỉ luôn, rất là xịn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cài đặt những cái app bên ngoài, bên thứ ba. Thì chúng ta sẽ tải những cái phần mềm APK về và chúng ta sẽ để trong thẻ nhớ và chúng ta sẽ cài vào từ thẻ nhớ nhé. Đây chúng ta sẽ vào cái phần bộ nhớ này và phần thẻ nhớ này. Đấy, thẻ nhớ này thì có các cái thư mục mình đã để ở trong app này rồi. Đây, những cái thư mục ở đây. Đó, ví dụ như chúng ta có thể cài Google Photo này. Đây, trong cái thẻ nhớ này mình cũng đã đựng ảnh rất là nhiều ở đây rồi nha. Bây giờ mình sẽ vào cái thư viện để chúng ta có thể thử slideshow, trình chiếu ảnh. Đây, chúng ta sẽ xem thử video trước nhé. Đó, đây là video này. Đó, có thể thấy cực kỳ sắc nét đâu nhé. Khung hình của nó sẽ là tỷ lệ là 16 chia 10 và cái độ phân giải của nó là 1280 nhân 800. Cái khung ảnh này thì chưa được đạt được cái full HD, tuy nhiên là cái hình ảnh của nó cũng cực kỳ sắc nét luôn. Đây chúng ta có thể thấy này, chạy rất là mượt mà. Âm thanh nó sẽ ở chỗ nào nhỉ? Âm thanh sẽ ở bên này, tăng giảm cái âm lượng ở đây. Đây, tăng giảm âm lượng ở đây nhá. Đó. Và đây là chúng ta sẽ tăng độ sáng này. Bây giờ mình sẽ thử chạy cái slide ảnh nhá. Thì chạy slide ảnh thì chúng ta cũng có thể vừa kết hợp cả nhạc nữa. Đây, chúng ta kết hợp cả nhạc luôn. Bây giờ chúng ta sẽ mở kiểu ảnh slideshow nhé. Chúng ta có thể vào cái thư viện mặc định của nó. Chúng ta xem ảnh. Đấy. Có thể gạt này, rất là mượt luôn. Hoặc là cũng có thể xem ảnh bằng cái phần mềm mình mới download và tải về đây. Này. Phần mềm này thì chúng ta phải mua để loại trừ quảng cáo. Chúng ta sẽ thử chạy slideshow ảnh nhé. Quá là sắc nét luôn. Đó. Chúng ta có thể thay đổi được cả thời gian trình chiếu nhé. Đây, mình sẽ vào cái phần cài đặt này. Này, trong đây có cài đặt các thể loại luôn. Đấy. Phần slideshow setting này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được những cái trình chiếu này. Chúng ta có tự động slideshow khi review ảnh, thời gian này, thời gian chuyển này. Đấy, thời gian chuyển có thể để từ 3 giây đến 99 giây nhá. Hiệu ứng chuyển tiếp này, thường là để ngẫu nhiên hoặc là cũng có thể để những cái hình mình muốn này, lập phương chẳng hạn. Với cái khung ảnh Android này thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn, nhiều chức năng hơn là những cái khung ảnh trước của mình bên mình. Bên mình trước cũng có những cái khung ảnh nhưng mà nó sẽ không phải là Android mà nó sẽ thiên về chạy ảnh và nó không có hệ điều hành như thế này đâu. Đây bây giờ mình sẽ đi vào cái phần cài đặt của nó nhá. Cài đặt đây. Trong phần cài đặt này thì có mạng và internet thì chúng ta có thể kết nối mạng. Đây mình đã kết nối cái wifi rồi nhá. Đấy, rồi là chúng ta có thể có cả chế độ máy bay các kiểu luôn. Bluetooth thì chúng ta có thể kết nối Bluetooth này. Đó. Bluetooth và gửi ảnh nhé. Bây giờ mình sẽ thử gửi ảnh từ cái con điện thoại của mình sang. Mình sẽ thử gửi một cái tấm ảnh này sang nhé. À. Đây, chia sẻ. Vào chia sẻ sang Bluetooth này. Đó, có tiếng động. Chúng ta sẽ chấp nhận ở đây. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần thư viện thì sẽ có luôn nhé. Thư viện Bluetooth này. Đây, Bluetooth có rồi nhé. Đây, có rồi nhá. Đấy. Chúng ta có thể xem ảnh ở đây. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cài cái Google Photo để chúng ta có thể tải ảnh lên các đám mây nhé. Hoặc là chúng ta cũng có thể cài đặt cả YouTube. Chúng ta có thể tìm điện tử Thái Thắng ở đây nhé. Đây điện tử Thái Thắng đây. Chúng ta có thể vào đây. Đó. Chúng ta có thể truy cập web này. Rồi là có thể làm nhiều việc với cái khung ảnh Android này. Đây chính là cái khung ảnh kỹ thuật số 10,1 inch nhá. Cảm ứng đây nhá. À. Và để mua tất cả những thể loại khung ảnh kỹ thuật số cũng như những thiết bị khác của điện tử Thái Thắng thì mọi người có thể gọi đến hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào trang web điện tử Thái Thắng.com. Bên mình có để rất rất nhiều những cái sản phẩm ở trên đó. Mọi người có thể đặt hàng, bên mình sẽ tư vấn tận tình và gửi về đến tận nhà cho quý vị. Quý vị có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh thì mỗi lần điện tử Thái Thắng ra clip mới sẽ báo về ngay điện thoại cho mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.